Cơ khí là ngành có những đặc thù riêng, đòi hỏi vốn đầu tư, nguồn nhân lực, kỹ thuật rất cao. Nhiều năm qua, cơ khí Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, đã có những bước phát triển rất nhanh, tiệm cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều cây khó vẫn chưa được tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV Trong thời gian qua, ngành cơ khí Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ. Điển hình như Hà Giang Phước Tường đảm nhận được nhiều công trình lớn ở Đà Nẵng và các tỉnh thành trong cả nước. Đà Nẵng cũng có một nhà máy đóng tàu sông Thu với nhiều công trình cho ngành đóng tàu Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, không chỉ đóng góp cho ngành đóng tàu trong dân sinh mà còn phục vụ cho an ninh quốc phòng, vân vân Và còn rất nhiều doanh nghiệp cơ khí khác nữa đã và đang không ngừng phát triển. Những năm gần đây, vì ảnh hưởng của đại dịch thì cái nền kinh tế nói chung à, kinh tế đà nẵng nói riêng cũng rất là khó khăn. À, tuy nhiên đối với công ty cơ khí hà gia phước tường thì năm 2022 chúng tôi đã tăng trưởng được khoảng hơn 30% doanh thu so với năm 2021. Năm 2023 à, chúng tôi mới vừa đầu tư thêm một cái nhà máy à, với tăng cái sản lượng lên 40% so với năm 2022. À, chúng tôi sẽ nỗ lực để mà năm 2023 là của năm đột phá. Theo Hiệp hội Cơ khí Việt Nam, ngành cơ khí của nước ta có những bước phát triển rất nhanh, hoàn toàn có thể sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao bằng những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Song cái khó của ngành là hầu hết các doanh nghiệp khó gia nhập thị trường lớn. Đây là những rào cản của tự nhiên do đặc thù của ngành như đòi hỏi nhiều vốn, đầu tư ban đầu lớn, thời gian quay vòng vốn dài, vốn luôn chuyển chậm. Cái khó nữa của ngành là thiếu vốn, thiếu thị trường. Sản phẩm của ngành không phải dễ dàng phân phối tiêu thụ như sản phẩm của nhiều ngành công nghiệp khác. Hiện tại, các chính sách hỗ trợ dù đã có, việc thực thi còn chậm và chưa thực sự hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cái sản xuất trong nước phải có một cái chính sách như thế nào đó để vực dậy trên cơ sở chọn một số cái sản phẩm gì mà khai thác được cái tiềm lực trong dân, trong doanh nghiệp nội địa. Cái ngành cơ khí Việt Nam bây giờ tái cơ cấu như thế nào cho cái giai đoạn từ đây cho đến 2035? Bộ Công Thương cho biết, hiện tại ngành cơ khí mới chỉ đáp ứng khoảng hơn 32% nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước. Các doanh nghiệp cơ khí của Việt Nam đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu do chưa xây dựng được các chính sách bảo vệ thị trường hữu hiệu. Trong thời gian tới thì với vai trò của Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái bộ ngành có liên quan để kiến nghị có những chính sách sửa đổi về những pháp luật về đầu tư, về đầu tư công, các chính sách về mua sắm công để làm sao cho các cái chủ đầu tư có thể là sử dụng được các sản phẩm cơ khí sản xuất trong nước. Trước những khó khăn thực tại của ngành cơ khí, ngoài nỗ lực tự thân của doanh nghiệp thì nhất thiết phải có lực đẩy của nhà nước thông qua hệ thống chính sách đồng bộ và ổn định để doanh nghiệp cơ khí phát triển ổn định và bền vững. Trong đó, nhà nước cần đóng vai trò bà đỡ, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia nhiều hơn vào các công trình, dự án trong nước nghiên cứu ban hành các quy định đấu thầu nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng vật tư, hàng sản xuất trong nước để có thể tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước phát triển phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế.